ăn san theo kiểu thơm ngon, mời bạn xem nhá. Tôi đây không chở bạn nữa, giờ review liền. Đi nhá. Nếu mà nhắc ngay tới trường đại học Ansan hay là cái khu vực ở tỉnh Ansan thì người ta hay gọi là thủ phủ của người Việt Nam ở Hàn Quốc, bởi vì ở ngay đây có những khu phố chỉ thấy quán ăn này, chợ này, quán cà phê, siêu thị hay là những tiệm điện thoại của người Việt Nam mình á. Về cảnh quan của trường, Thành nhận thấy đây là một ngôi trường nó khá là nhỏ. Trường này là một cái trường gọi là đại học, nhưng mà nói đúng ra thì gọi là Chonmun Daehakyo, có nghĩa là cái hệ cao đẳng 2 năm, 3 năm, 4 năm đều có. Có nghĩa là người ta vừa cấp bằng cao đẳng vừa cấp bằng đại học. Nếu như các bạn học 4 năm thì đây là xung quanh khung cảnh thì nó thấy khá là thanh bình và tương đối với cảnh miền quê Việt Nam. Bởi vì sau lưng là núi, còn ở phía bên trước thì nó rất là nhiều cái nhà ở này, rồi là cái khu sinh hoạt của người dân. Ở trường đại học Ansan hiện tại bây giờ số lượng du học sinh Việt Nam đang là 35 người cho tổng cả hai lớp, và tổng cả du học sinh quốc tế là 39 người, bao gồm cả Mông Cổ này, Trung Quốc này, hay là Nga hay là Ả Rập, cũng như các trường khác. Thì khi Alpha được mời đến với trường là vào văn phòng để gặp gỡ, nói chuyện và trao đổi về tình hình sinh viên. Nó về du học sinh chuyên ngành của Việt Nam thì chỉ duy nhất được một bạn thôi đang học cái khoa kinh doanh. Và nếu như các bạn mới ở Việt Nam qua thì bắt buộc phải ở ký túc xá trong vòng 4 tháng. Về học phí của trường, học phí của trường chỉ là 1 triệu 100 nghìn won cho một kỳ 3 tháng, tương đương với tầm khoảng 22 triệu Việt Nam đồng. Về học tiếng thì các bạn chỉ học 3,5 tiếng trên một buổi, có nghĩa là 9 giờ 3 phút sáng cho đến tầm khoảng 1 giờ chiều. Còn về ký túc xá thì là 720 nghìn won cho 4 tháng ký túc xá, và tương đương với tầm khoảng 14 triệu 500 nghìn tiền Việt Nam cho 4 tháng ký túc xá nhá. Rất là nhiều bạn quan tâm đến điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn đúng không? Điều kiện về học vấn, điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên, có nghĩa là trong cả 3 năm không có một năm nào dưới 6.5 nhé. Còn về khu vực tuyển á, thì chỉ có tuyển học sinh miền Nam và học sinh miền Bắc thôi, đặc biệt là không tuyển nhiều học sinh nam, chỉ tuyển nhiều học sinh nữ thôi. Đây là cục xuất nhập cảnh người ta yêu cầu như thế. Cực kỳ may mắn khi Thành vừa mới đến trường thì được các bạn nhận ra là du học Alpha. Rất là cảm ơn những bạn ngày hôm nay đã nhận ra Thành nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và cố gắng học tập ở trường để sau này phát triển bản thân hơn nữa nhé. Cái tòa nhà các bạn đang xem thì sau này các bạn học tiếng sẽ được học ở đây. Hiện tại bây giờ thì đang set up lại, và cái tòa nhà tiếp theo đây chính là ký túc xá của các bạn. Ở nhận xét sơ qua về trường đại học Ansan Daehakyo mà Thành thấy, đây là môi trường với mức học phí 1 triệu 100 nghìn won cho 3 tháng thì nó khá là rẻ. Chưa kể là mỗi ngày chỉ học 3,5 tiếng, ít thời gian hơn các trường khác tầm khoảng 3 phút. Đấy cũng là rất là tốt rồi. Còn về vị trí địa lý, Thành thấy đây là một ngôi trường nó khá là gần với bến xe, nhưng mà khá là xa so với các cái ga tàu. Ga tàu thì nó đi nó sẽ nhanh hơn. Cái tỷ lệ đậu visa là cái mà rất là nhiều bạn quan tâm. Thì về cái trường đại học Ansan Daehakyo này, Thành thấy đây là một ngôi trường khẳng định luôn là tầm khoảng 99% sẽ ra visa nếu như các bạn được nhận vào trường. Mỗi kỳ trường chỉ nhận tầm khoảng 25 đến 30 bạn thôi, những học sinh ưu tú. Thì khi mà các bạn chỉ nhận mỗi một khoảng nó rất là ít như thế, và trường chỉ nhận ở cái mức đấy, thì hầu như auto 100% là ở trên cục xuất nhập cảnh người ta cho ra visa 100%. Nên là yên tâm, trường mà đã nhận vào rồi thì chỉ có ra visa thôi. Cái điểm mà các bạn du học sinh sau khi khảo sát Thành thấy các bạn không hài lòng, đấy là trong ký túc xá của trường thì các bạn không được nấu ăn. Nhưng mà các bạn yên tâm nhé, hiện tại tạm thời khi có corona thôi, sắp tới thì corona nó hết thì các bạn có thể được nấu ăn ở tầng 1, có khu nấu ăn riêng của các bạn rồi. Yên tâm. Và chúng mình là du học Alpha, chuyên giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn liên quan đến du học Hàn Quốc. Đặc biệt là mình đi review thực tế về các trường, các bạn có thể lướt xem những video trước đây mình đã đăng rất nhiều trường rồi, thì các bạn có thể là vào đấy xem nhé. Và nếu có bạn bè hay là người thân gì mà quan tâm đến du học Hàn Quốc thì các bạn hãy giới thiệu ngay đến với du học Alpha nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.